Với việc hoàn thành môn toán trong buổi sáng nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đối với những trường trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh đã kết thúc. Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, trong ngày thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đối với bài thi môn toán tại các hội đồng thi, toàn tỉnh có 18.854 thí sinh đăng ký dự thi, vắng mặt 21 thí sinh trong ngày thi hôm nay không có thí sinh và giáo viên vi phạm quy chế thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày mai, mùng 3 tháng 6, hơn 1.500 thí sinh của tỉnh tiếp tục dự thi môn chuyên tại Hội đồng thi trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc.